Cô chào tất cả các con đang tham gia học qua đài truyền hình Trà Vinh hôm nay. Hôm nay cô trò chúng ta tiếp tục khám phá bài số 10 tiết 3. Cô mời các con cùng cô khám phá nhé. Cô mời các con quan sát. Các con xem tranh vẽ gì nào. Cô mời Diệu Huyền. Đúng rồi, tranh vẽ bạn thỏ, bạn dê, bạn chó, bạn gà, bạn chuột và các chiếc xe đạp. Yêu cầu của cô, các con hãy tìm xe cho bạn nhé. Cô mời các con quan sát. Ở đây là bạn thỏ. Bạn thỏ có mang số 9 đấy các con. Đây là bạn dê. Bạn dê là mang số 6. Đây là bạn chó có mang số 7. Và đây là bạn gà mang số 8 và bạn chuột mang số 5. Các con quan sát các xe đạp. Mỗi xe đạp có hai bánh và mỗi một bánh có một số. Các con quan sát nhé. Các con nhìn bên dưới thấy có một chú ong. Chú ong nói đây là xe của bạn thỏ. Đây, chiếc xe màu vàng là của bạn thỏ. Các con hãy quan sát xem tại sao chú ong lại nói đây là xe của bạn thỏ nào. Các con nhìn thấy xe đạp này nè. Bánh trước có số 2, bánh sau có số 7. Do đó, gộp 2 và 7 sẽ được 9. Như vậy, cô sẽ nói xe màu vàng vào cho bạn thỏ đấy. Cô mời các con tiếp tục suy nghĩ nhé. Con hãy tìm xe cho bạn dê nào. Các con thấy trên đầu chú dê có số mấy nào? Đúng rồi, có số 6 đấy. Như vậy mình tìm xem xe nào cho chú dê nào. Có mời Minh Hùng. À đúng rồi, xe màu xanh đấy. Tại sao con biết xe này dành cho chú dê vậy? Đúng rồi, bánh trước có số 3, bánh sau có số 3. Do đó ta gộp 3 và 3 sẽ được 6. Và chúng ta sẽ nối xe màu xanh này cho bạn dê đấy. Cô mời các con tiếp tục nhé. Các con hãy tìm xe cho bạn chó nào. Trong 3 xe còn lại các con xem xe màu xanh, xe màu đỏ và xe màu tím. Các con xem xe nào là xe của bạn chó. Cô mời Sophia nào. Xe màu gì của bạn chó vậy con? À đúng rồi, xe màu tím đấy. Vì sao con biết đấy là xe của bạn chó vậy? Giỏi quá, 7 và 0 chúng ta gộp lại vẫn là 7. Cô mời các con tiếp tục nhé. Các con tìm xe cho bạn chuột nào. Cô mời Thúy Ái. Xe nào của bạn chuột vậy con? Các con xem trên đầu bạn chuột có số mấy nào? Đúng rồi, cô mời Thúy Ái. Vậy xe nào của bạn chuột vậy con? Rất là giỏi. Xe màu đỏ bạn chuột đấy. Tại sao Thúy Ái biết đấy là xe của bạn chuột? Đúng rồi, gộp 3 và 2 sẽ được 5 đấy. Cô mời các con tiếp tục tìm xe cho bạn gà nào. Cô mời Chí Kiên. Xe nào của bạn gà vậy con? Giỏi quá, xe màu xanh là của bạn gà. Chí Kiên hãy nói cho cô biết tại sao con biết xe đấy là của bạn gà. Đúng rồi, chúng ta gộp 3 và 5 sẽ được 8 đấy. Do đó xe màu xanh là của bạn gà. Các con rất là giỏi, cô có lời khen các con. Cô mời các con tiếp tục, các con hãy quan sát trên màn hình nhé. À, các bạn đang chơi trò chơi lấy xe đấy. Như vậy, qua quan sát các con hãy cho cô biết. Theo em, kết quả cuộc đua xe thế nào? Các con xem xe của ai về trước?
Xe có ai về sao? Thì mời các con quan sát nhé. Cô mời Minh Khang nào. Theo con, xe của bạn Thỏ như thế nào? Dở quá, xe của bạn Thỏ về đầu tiên đấy. Do đó cô nói Thỏ dễ nhất vì về đích trước tiên. Cô mời các con tiếp tục. Cô mời các con tìm xe về Nhi nào. Tức là xe về số 2 đấy. Cô mời Minh Quang nào. Xe nào về số 2 vậy con? À giỏi quá. Xe của bạn chó đấy. Xe bạn chó về 2. Do đó cô nói chó dễ nhì vì về đích thứ 2. Tiếp tục như vậy, các con xem xe của bạn nào về 3 nào. Có mời Duy Khánh. Giỏi lắm. Xe của bạn chuột về vị trí số 3 đấy. Do đó cô nói chuột dễ 3 vì về đích thứ 3. Cô mời các con tiếp tục. Cô mời các con quan sát chành. Và các con đến xem trong bể có bao nhiêu chú cá nào. Và các con suy nghĩ xem có bao nhiêu con cá ở bên tay trái bơi vào nào. Và các con xem bên tay phải có bao nhiêu con cá bơi vào. Như vậy, con nào hãy nói cho cô biết mình có tất cả bao nhiêu con cá trong bể nào. Cô mời Khánh Duy. À đúng rồi, có 10 con cá trong bể đấy. Như vậy, ở bên tay trái có bao nhiêu con cá vậy các con? Có mời Sophia. Đúng rồi, gồm có 4 con mình tay trái. Con rất là giỏi. Tiếp tục, có mời bạn Thảo nào. Có bao nhiêu con cá bên tay phải bơi vào với con? Giỏi quá. Và 6 con bên tay phải bơi vào. Do đó cô nói có 10 con cá, gồm 4 con bên trái và 6 con bên phải. Hay cô nói cách khác, gồm 4 và 6. Cô mời tất cả các con đọc lại nào. Có 10 con cá, gồm 4 con bên trái và 6 con bên phải. Hay các con viết sơ đồ tách 10 gồm 4 và 6. Ở bức tranh này, các con còn có thể nói theo cách khác. Cô mời các con quan sát. Cũng ở trong bể này cũng 10 con cá đấy. Như vậy các con hãy đếm cho cô có bao nhiêu con cá màu vàng và có bao nhiêu con cá màu hồng. Cô mời Nhật Tiến nào. Đúng rồi, có gồm có 5 con cá màu vàng và 5 con cá màu hồng. Như vậy con nào hãy viết cho cô sơ đồ tách nào. Có mời Cắm Hồng. À giỏi quá. Như vậy 10 gồm 5 và 5. Cô mời tất cả các con đọc lại nào. Có 10 con cá, gồm 5 con màu vàng và 5 con màu hồng. Hay 10 gồm 5 và 5. Cô mời tất cả các con tiếp tục. Các con à, đất nước chúng ta có rất là nhiều loài vật quý hiếm đấy. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các con một loài vật ở gần chúng ta. Đó là loài vật nào?
Cô mời các con vào sát chanh nhé. Các con hãy vào sát chanh. Các con đếm cho cô có bao nhiêu con vật nào. Cô mời Cẩm Tiên nào. Có bao nhiêu con vật với con? Rất là giỏi, có 10 con vật đấy. Như vậy con vật này có tên gọi là gì? Cô mời các con lắng nghe nhé. Đây là xíu đầu đỏ đấy các con. Loài vật này rất là quý hiếm. Chúng sống ở nơi đầm lầy. Và chúng thích ăn những côn trùng, cá, nhái, ếch. Hoặc có khi chúng ăn cả chuột đấy. Và chúng sống nhiều ở vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp đấy các con. Để khắc sâu thêm kiến thức, cô mời các con cùng cô tham gia trò chơi nhé. Cô trò chúng ta hôm nay sẽ tham gia trò chơi giải cứu rừng xanh đấy. Các con thấy ở rừng xanh có rất là nhiều loài vật quý hiếm. Và chúng đang bị các chú thợ săn bắt giữ đấy. Như vậy các con hãy cứu các con vật này nhé. Các con thực hiện đúng một bài tập thì các con sẽ cứu được một con vật. Cô mời các con cùng cô tham gia trò chơi. Các con thấy đây là các con vật bị bác thợ săn bắt giữ đấy. Gồm có hươu, hổ, voi và gấu. Hiện đang bị nhốt ở trong chuồng. Như vậy các con hãy cứu từng con vật này ra nhé. Cô mời bạn Chí Thiện nào. Theo con sẽ cứu con vật nào trước? À, cứu con hươu nè. Cô sẽ giúp con nhé. À, bài tập này có yêu cầu. Các con điền số đấy. Các con gộp 8 và 2 sẽ được mấy? Cô mời các con suy nghĩ nhé. Cô có các đáp án. Các con hãy quan sát. Mình gộp 8 và 2 sẽ được mấy? Cô mời bạn Danny nào. Đúng rồi. Gộp 8 và 2 sẽ được 10. Xem có đúng không nào. Rất là giỏi. Xem nào con vật này có được thả ra không. Hay quá. Một chú hươu đã được thả rồi đấy. Tiếp tục nhé các con. Cô mời quay báo nào. Cô giúp con nhé. Các con cứu hổ nhé. Muốn cứu được hổ, các con hãy giải đúng bài tập này. Bài tập có yêu cầu, các con điền số đấy. Các con xem, 10 gồm 5 và mấy? Cô mời các con suy nghĩ. Cô có các đáp án. Cô mời Minh Đức nào. Theo con, 10 gồm có 5 và mấy? Đúng rồi, có 5. Xem có đúng không nào. Rất là giỏi. Xem coi mình có cứu được hổ không. Giỏi quá. Bạn Minh Đức đã giải cứu được một chú hổ rồi. Tiếp tục nhé các con. Chúng ta sẽ cứu bác voi nhé. Để cứu được bác voi, các con hãy giải đúng bài tập sau. Các con hãy điền dấu lớn, dấu bằng và dấu bé. Các con hãy so sánh 10 như thế nào so với 4. Cô có các đáp án. Cô mời bạn Sally nào. Theo con điền dấu gì vào đây? À, đúng rồi, dấu lớn. Như vậy xem có đúng không nào. Bạn Sally rất là giỏi. Như vậy xem mình có cứu được bác voi không. Giỏi quá. Bạn Sally đã cứu được bác voi rồi. Tiếp tục nhé các con. Còn gia đình của nhà gấu đấy.
còn cứu gia đình nhà gấu nha. Để cứu được nhà gấu, cô có yêu cầu sao? Các con hãy đếm xem có bao nhiêu con kiến nào. Cô Cát, cô có các đáp án để cho các con lựa chọn nhé. Cô mời bạn Ngọc Mây nào. Có bao nhiêu con kiến vậy con? À đúng rồi, có 10 con. Như vậy xem đúng không nào? Rất là giỏi. Xem mình có cứu được gia đình nhà gấu không? Giỏi quá. Bạn đã cứu được gia đình nhà gấu rồi. Các con vừa cùng cô ôn lại các kiến thức về các số trong phạm vi 10. Ở nhà các con thực hiện bài trong vở bài tập trang 48, 49. Các con thường xuyên tập đếm từ 0 đến 10. Tập viết số 10 nhiều lần. Các con chuẩn bị bài Em làm được những gì. Tiết học chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Cô chúc các con chăm ngoan học giỏi nhé. Hẹn gặp lại các con.